cái nguồn gốc của cái sâm ký ấy chính là ở chỗ đó là một con người hiểu đời, con người biết đau đời, con người sống trong cái đời sống ấy và nghĩ nhiều về cái cuộc sống chung của xã hội, của đất nước và đặc biệt nghĩ tới tương lai. Chính vì thế những cái điều ông viết có thể chỉ là một án văn chương thôi, nhưng chưa đấy chứa đựng ở đấy cả một cái triết học về đời sống và cũng chứa đựng ở đấy cả cái quy luật mà ông ta ông đã học hỏi được trong sách vở, học hỏi được trong dịch học và học hỏi được ngay chính trong cuộc sống của mình ở Chính vì thế về sau này Khi người ta đọc lại những cái bài thơ của ông Và người ta vận vào cái tình hình xã hội mỗi một thời Người ta đều cảm nhận ở đó Những cái gì là quy luật được tái hiện lại Tôi lấy thí dụ có một bài thơ ông viết là Có thùa được thời Thì mèo đuổi chuột Mà đến khi thất thế Thì kiến tha bò nghe như một câu ngụ ngôn thôi nhưng mà rõ ràng nó phản ánh của một cái thời kỳ mà ở đó rất nhiều cái biến động xã hội có thể làm thay đổi cả những cái triều đại làm thay đổi cả số phận của mỗi một con người và cái đó điều đó nó cũng ứng với tất cả mọi thời mà thôi ừ, có thể nói về nguyễn bình khiêm về cái tính tiên tri ấy thì ở đây không phải thuần túy chỉ là những điều gì nó liên quan đến một thứ mê tín mà điều quan trọng hơn nó là cái khả năng của một con người có trí tuệ, có sự hiểu biết có thể nhìn thấy được cả hiện tại và tương lai bằng cái quy luật cuộc sống. Thì trong cái sống trong trình ấy nó có một cái sự kiện mà rất là quan trọng mà tôi cho là quan trọng nhất. Đối với tất cả những cái gì mà tôi đã phát hiện được Nguyễn Bình Khiêm, đấy là cái vấn đề vị trí vai trò của Nguyễn Bình Khiêm đối với cái tên gọi nước Việt Nam của chúng ta hiện nay. Tên gọi là thế nào? tức là chúng ta bây giờ cái quốc hiệu của nước ta hiện nay là Việt Nam nhưng mà hai chữ Việt Nam nó có từ bao giờ? Ở trong các văn bản ở đây có thế thì hai chữ Việt Nam có từ bao giờ? thì như các bạn đã biết tức là tên nước Việt Nam ta tức là thời Văn Lang, Âu Lạc, Vạn Xuân, các bạn tất cả những cái thời cổ nó là tên như vậy rồi đến cái thời Đinh Bộ Lĩnh sau là là Đinh Tiên Hoàng thì đặt tên nước ta là Đại Cổ Việt rồi đến Thời Lý thì đặt nước ta là Đại Việt và quốc hiệu Đại Việt đó nó giữ cho suốt thời Lý Trần Lê cho đến cái thời kỳ mà có Nguyễn Bình Khiêm. Hiện nay các sách sử thế giới và Đại Bách Khoa Toàn Thứ Anh, Encyclopedia Britannica cũng ghi cái sự kiện là tên nước Việt Nam chỉ có từ năm 1804. Thì khi đọc Nguyễn Bình Khiêm chúng tôi thấy có cái sự kiện tức là có cái câu Việt Nam ở trong tập sấm đó. Ở đây là cái bản A444 ở Viện Nghiên cứu Hà Nội. Và khi tìm cái bản đó thì thấy đúng là như vậy. Đây là cái bản sấm trang một của nó là trình tiên sinh quốc ngữ, tức là sấm của trạng trình. Vẫn lành, mừng gặp tiết lành, xét trong quốc ngữ tập tành nên câu. Một câu là một nhiệm màu, anh hùng ngẫm được mới hầu giá cao trải vì sao mây che thay ất thủa cung tay xe nhật phù liên việt nam khởi tổ xây nền tên nước lúc đó đã có và tên nước lúc đó đã có ở trong ở trong cái bản sấm đó. bản sấm mà mà trình quốc công lúc đó đã viết ra cách khi sau này là bốn năm trăm ừ, viết 400 năm trước năm trăm năm trước à, viết trước và. và thế nhưng mà đối với nghiên cứu thì cái tài liệu này không đủ bởi vì tức là đây chỉ là một cái tài liệu viết tay và. Và có chắc gì của Nguyễn Bình Khiêm không? Wow. Thì chúng tôi phải nghiên cứu nhiều tài liệu khác của Nguyễn Bình Khiêm. Thì thế sau này Nguyễn Bình Khiêm là như vậy có bốn lần dùng chữ Việt Nam. Wow. Lần thứ nhất, Nguyễn Bình Khiêm dùng trong cái tài liệu Trình Tinh Sinh Quốc Ngữ, tức là sớm trận trình này. Wow. Lần thứ hai, Nguyễn Bình Khiêm viết trong một cái tập thơ là Việt Nam Sơn Hà Hải Động Thưởng Vịnh. Vịnh về sông núi biển động của Việt Nam thế nhưng rất tiếc tức là cái tập ấy cũng còn in thêm nhiều tác giả khác nữa cho nên không biết rằng là có thật là của Nguyễn Khiêm không không nhưng mà Nguyễn Đình Khiêm có hai bài thơ gửi hai ông trạng đương thời trong hai bài thơ đó gửi hai ông trạng đương thời đó thì có một cái trong câu văn nào không nó là trong văn học sử chép bằng chữ Hán wow. thì có một cái câu gửi cho ông trạng là trạng Nguyễn Thuyến đề tức là tiền trình vĩ đại quân tu ký thùy thị phương danh trọng việt nam cái con đường vĩ đại đó trong tương lai đấy ông nên nhớ rằng giờ đây sau ai là cái người có tên được coi trọng ở nước việt nam thì hai công trạng đương thời với nhau cả mà. một bài thơ thứ hai gửi cho trạng nguyên giáp hải tức là giáp trưng đấy thì nguyễn bình khiêm nói tức là tuệ tinh cộng ngưỡng quang mang tại chúng ta cùng ngửa cái nhìn ngôi sao tuệ nó sáng ở trên bầu trời tiền hậu quang huy chiếu việt nam trước sau nó vẫn chiếu sáng dọi ở cái nước việt nam này thì như vậy tức là có bốn lần nguyễn bình khiêm dùng hai chữ việt nam để chỉ thì rất khó mà có thể nói rằng là những các cái sự ghi chép đều sai lầm cả bốn lần như vậy cho nên tôi có thể nói tức là nguyễn bình khiêm là người đã đầu tiên mà dùng một cách có ý thức nhất cái tên việt nam để chỉ đất nước thế nhưng mà đến đấy thì chúng tôi vẫn chưa chắc lắm bởi vì chúng ta chưa có một cái văn bia nào cho nên năm 1988, 89 thì tôi có về, về Hải Phòng xuống xã Lý Học rồi thì nhờ cơ quan văn hóa và bảo tàng của Hải Phòng giúp đỡ cho việc tìm hiểu các văn bia của Minh Khiêm. thì rất tiếc là không còn một cái bia nào để có cái chữ Việt Nam cả thì tôi là vấn đề là tìm hiểu tất cả các cái văn bia đương thời ở khắp nước Việt Nam trong nước Việt Nam xem à. có không thì lẽ nhiên các bạn biết tức là một cái việc đó không phải là một công việc sức tôi có thể làm được à. nó làm công trình nghiên cứu lớn mà đòi hỏi một kinh phí rất lớn nhưng tôi phải đi một con đường tức là nhờ bạn bè những người nghiên cứu từng mảng của cái văn bia thì các bạn bè đó tôi có đề nghị là nếu các bạn thấy ở đâu có hai chữ Việt Nam trong văn bia cổ hoặc kim thì báo cho chúng tôi biết thì các bạn ở viện Hà Nội có thông báo cho tôi biết ba văn bia hai văn bia thời mạc cái văn bia thứ nhất tức là bia chùa Bảo Lâm ở Hải Hưng dựng năm 1558 tức là dựng ngay khi trong khi mà trong Nguyễn thì, Bình Khiêm Nguyễn còn Bình sống Khiêm đang còn đang còn đang, làm, quan. đang còn làm quan và trong chiều mạc. trong chiều mà và, thì đã có thì đã có bia đấy. cái văn bia đó rồi và. một bia thứ hai tức là bia à em xin lỗi tức là ngay trong văn bia ấy đã có đã có chữ Việt Nam, chữ Việt Nam. Vì à? bia, bia đó nó viết thế này. Tức là bia trùng tu Bảo Lâm tự bi ký. Bia trùng tu chùa Bảo Lâm, chùa Bảo Lâm. Thì bia đó ngay hàng đầu nó đã có viết tức là Việt Nam đại danh lam bất chi kỳ cơ. Tức là những đại danh lam của nước Việt Nam nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Một cái bia thời mạc tức là cái cuối cái thời kỳ mà mạc họ mạc rút về cao bằng là năm nghìn bia đó ở Nam Hà gọi là bia chủ Cam lộ bia chủ Cam lộ thì bia chủ Cam lộ đó có một cái câu nó viết tức là cái danh lam thắng cảnh ở đây ấy đây là một danh lam thắng cảnh và bậc nhất nước Việt Nam Việt Nam chi đệ nhất rồi đến một cái văn bia thứ ba là văn bia tiếp theo sau thầy Mạc là thời Lê Trịnh mà chúng tôi tìm thấy tức là cái bia chùa Phúc Phúc Thánh ở Hà Bắc. Thì bia này nói rõ ràng hơn. Tức là nói rằng đây là cảnh quan địa giới của nước Việt Nam. Việt Nam cảnh giới. Kinh Bắc Thừa Tuyên và là Thừa Tuyên xứ Kinh Bắc. Thế vậy thì cái chữ Việt Nam cảnh giới Kinh Bắc Thừa Thiên thì rõ ràng nói về cái cảnh quan địa giới của nước Việt Nam rồi. Sau tôi thì còn nhiều người phát hiện nữa. Và có đến bây giờ chúng ta tìm thấy một chục tấm bia. Thế nhưng mà trong số đó có cái tấm bia quan trọng nhất. Tức là một cái tấm bia biên giới. Bởi vì tất cả những cái bia đó đều là bia chùa triền cả. Thì có một cái tấm bia ở biên giới Đồng Đăng. Mà tôi được một người bạn giới thiệu tức là ở biên giới Đồng Đăng mà bây giờ người ta không biết ở đâu nữa. Thế do đó chúng tôi phải tổ chức một cái đoàn lên tìm hiểu cái bia đó. Thì rất may là tìm thấy cái bia đó. Thì cái bia đó nó quan trọng như thế này. Cái bia đó là do quan đô tổng binh, đô sứ ti, bắc quân đô đốc sứ Lạng Sơn, thao quận công Nguyễn Địch Lồng soạn. Tức là cái người chấn thủ ở cái biên giới Đồng Đăng đó. Thì tấm bia đó viết như thế này. Đây là cửa ngõ và ít hầu của nước Việt Nam. Việt Nam hầu thiệt. Đây là cửa ngõ và yết hầu của nước Việt Nam. Trấn Bắc ải quan và là ải quan trấn giữ phương Bắc. Thì đây là một cái bia rất quan trọng. Nó dựng năm 1670. Là sau, thời trạng trình. sau thời cụ trạng trình. Cái chữ Việt Nam khi chúng tôi tìm ra thì cái tấm bia đó đã bị một cái vết đạn. Cái vết tròn này là một cái vết đạn. Vết đạn bắn vào. Bắn vào. Và nó chỉ 2cm trên tấm bia thôi và nó chỉ chạy xuống một tí nữa thì là mất hai cái chữ việt nam này à. nó không phá nổi chữ việt nhưng nó làm nứt ra một đường thì có nghĩa tức là đây là lần đầu tiên nói đến chữ việt nam ở biên giới muốn khẳng định chủ quyền Khánh cái khẳng định cái, chủ cái, quyền đấy thằng... khẳng định cái tên nước việt nam ở cả. cái biên giới đó nhưng cái bia đó còn khẳng định một cái quan trọng nữa tức là danh nó xương. cái danh xưng, nó bác bỏ đi một cái điều cho rằng là hai chữ Việt Nam đó là do Gia Long đặt hoặc là do Trung Quốc đặt cho chúng mình. Mà 500 nước năm trước thì cái danh xưng đó đã được Nguyễn Bình Khiêm dùng đến về sau này.